thiên vào hai tay sang ngang phẳng lưng, mắt nhìn về phía trước, thở ra xoay người về bên trái, tay trái của mình túm đầu gối của người bên bạn bên phải, phẳng lưng không nghiêng như này, mình quay hẳn vai, nhìn về phía trong, thẳng hai tay, hít thở đều, hít vào hai tay sang ngang, xoay người về bên phải, tương tự như thế, mắt nhìn ra sau, phẳng lưng, hít vào hai tay sang ngang, một lần nữa, thở ra xoay người về bên trái, hít thở đều, hít vào hai tay sang ngang. Thở ra một lần nữa, xoay người sang bên phải. Hít vào, hai tay sang ngang. Thở ra về tư thế ban đầu. Bây giờ, hít vào hai tay lên cao. Người bên trái, mình đây là mình thế này. Phải. Trang là bên trái, còn mình người bên là bên phải. Em là bên trái á? Ừ. Em người bên trái, mình vươn hai tay vươn cao, thở ra, ngả lưng về phía trước của người bên phải, không nhấc mông lên, mình vươn vai và ép cái mông sát xuống sàn, đầu hơi ngửa ra về phía lưng, không được còng người nhé. Hít vào, hai tay lên cao, thở ra, kéo người bạn của mình về phía trước, kéo dài. Nếu có thể kéo được thì mình kéo dài tay nhé, không gập tay người trước đâu. Như thế này, đấy, kéo dài như thế này, thả lỏng người, ép mông xuống sàn, thả lỏng cơ thể. Hít vào, hai tay lên cao, một lần nữa, thở ra, thở từ từ, thu nhẹ nhàng, hạ lưng dần dần, thả lỏng cổ, thả lỏng vai. Thả lỏng tất cả toàn bộ cơ thể. Một lần nữa. Hít vào, hai tay lên cao. Mình siết cơ bụng để mình kéo người bạn mình lên nhé, chứ không còng người. Thở ra, kéo người về trước. Thẳng tay, kéo vai xuống. Thả lỏng toàn bộ cơ thể người trên. Người bên dưới mình siết cơ bụng. Rồi hít vào, hai tay lên cao, thở ra. Khi mình vào, hai tay mình dùng hai người đan nhau này, để khi mình kéo lên, mình kéo người sang bên này, người bên kia sẽ kéo ngược lại như này, nó sẽ không bị bất lực. We go to the long hard practice. So phải butterfly. Phải ngồi trên cái gánh bướm như thế này. And trái cặp chân. Trái cặp chân. Hít vào, hai tay lên cao, thẳng lưng, thở ra nhé. Người bên phải mình sẽ gập bụng về phía trước, và người bên trái mình sẽ nâng mông lên, nâng mông cao lên, nâng cao mông chưa mũi chân nhé, nâng cao mông lên, thả lỏng cơ, thả lỏng vai, nhấc mông cao song song với mặt sàn. Lần này thở ra, hạ mông xuống một chút, hạ mông xuống, để cho mình giãn phần cơ lưng cơ vai, cố gắng làm sao nếu mình ép được mông xuống sàn là tốt nhất. Thở ra thoải mái, túm được tay ở trên, không để thả lỏng lưng ra như thế thì mới có tác dụng khi kéo vai được. Hạ mông xuống, đúng rồi, hít vào, nâng người lên. Người bên trái khoanh chân tròn, người bên phải dựng chân. Đừng có để gập quá sâu vào như thế này, và mình hơi duỗi ra như thế này, thì khi mình nâng mông lên nó dễ hơn. Đấy, thở ra kéo người bạn của mình về phía trước, nâng mông lên, nâng cao thẳng mông dài dưới, mông song song, công mông nâng cao lên chưa, hạ mông, thủy nâng cao mông lên, thủy nâng cao mông, thế tất cả nâng cao. Nâng cao mông, nhung. Nâng cao mông lên em. Đấy, như thế. Bắt đầu thở bình thường, thở ra, hạ mông.
kéo mông xuống sàn, hạ mông từ từ, hạ mông xuống sàn, kéo người trên để nguyên không hạ tay. Quên chưa xong. Như thế này, kéo mạnh như thế này để cho người trên người ta hạ mông xuống. Cô Kim Anh hạ mông xuống, hạ mông xuống, hạ mông. Hạ mông trong tư thế gập chân cơ mà không duỗi chân như thế. Hạ mông. Thở nào, thở nào. Từ từ làm, từ từ thôi, cái này mình làm từ từ thôi, không không vội cả. Rồi, hít vào. Hai tay nâng lên cao. Một lần nữa nhé. Một lần nữa, người bên trái gập chân, người bên phải đánh xuống. Hít vào, nâng mông lên. Lần này duỗi mũi chân, duỗi mũi chân thẳng chân. Duỗi mũi chân thẳng chân, hai chân khép lại. Nâng mông lên duỗi mũi chân. Nâng cao mông, nâng cao mông. Đúng rồi, nâng cao mông như chị Nga. Thở ra, hạ mông. Hạ mông xuống, hạ mông xuống. Bạn mình kéo vai nào, bạn bạn ở dưới kéo vai nhá. Kéo vai để mình ở dưới chân hạ mông xuống. Cố gắng xuống sát sàn. Sát sàn. Gập sâu người trước xuống, người trước ngồi, người kéo bạn mình kéo tập nhiều xuống đi để cho cái chất lượng kéo vai ở vai nó nhiều hơn. Hít vào. Nâng lên. Same, same, but jump, jump.
cúng vào cái hai cái thót chân của bạn bên cạnh, một bên này, bạn lộn ngược lại nhau, cố gắng thẳng tay cúi mặt xuống, thẳng hai tay nhé, mặt cúi xuống, cố gắng làm sao để chạm sàn, nhưng không được thì mình sẽ thẳng hai tay để mình bên như này, hít vào, hai tay sang ngang, một lần nữa quay sang bên phải. Hai tay thẳng nhá, hai tay thẳng nhá. Đầu gối siết, đầu gối thẳng hai chân. Cố gắng ép sát thắt chán xuống sàn. Hít vào. Hai tay lên sau nha. Một lần nữa. Quay người sang bên trái. Lần này cố gắng sát xuống sàn nào. Thẳng tay, thẳng tay, thẳng tay. Thở ra. Thở đều, chỗ này không hít không giữ hơi nhé. Hít vào, hai tay sang ngang một lần nữa. Thở ra, vặn người sang bên phải. 5 4 3 2 và 1. Hít vào, hai tay sang ngang. Thở ra, đưa người về phía trước. Cố gắng để bụng ép xuống sao xuống thẳng của mình. Ép bụng xuống thẳng. Thở ra đều. Nếu người nào chưa làm được thì mình gập tay, người nào làm được rồi thì mình duỗi tay thẳng. Hít thở đều, hít thở sâu. Hít vào, hít thở đều. Cố gắng thở ra, khi mình thở ra, hít vào một cái, mình thở ra lại nhẹ nhàng một chút. Mình lại sẽ ép phần bụng xuống, ép phần bụng xuống, ép phần bụng sau đấy mình ép phần ngực dần dần từ từ xuống. Thẳng hai đầu gối. Ép, cố gắng ép lắm, thở, thủy xuống đi thủy. Rồi, hít vào hai tay lên cao, thở ra. Người bên trái, giống em đây, mình trụ chân. Người bên phải để nguyên chân, như thầy. Hít vào hai tay lên cao, cố gắng kéo sát vào hai tay để sát hai bông tai của mình. Thở ra, siết. Siết nhá, siết đầu gối và nâng mông lên, nâng mông lên, nâng mông lên, nâng mông nhá, nâng mông nhá, nâng mông cố người trên gập chân, thở đều, người gập sẽ phải thở đều, thở đều nào, cố gắng lên thở đều, hít vào, nâng người lên, lên đi thầy. Người trên có thể nâng mông cao lên. Một,
trên để cho nó mở cái phần lưng ở dưới đây này, để cho nó gọi như thoải mái cái lưng ở dưới ấy. Như mình được massage cái lưng dưới, cái mông của mình này nó nằm vào cái phần eo, cái phần này đấy, để mình cố gắng mình xuống hạ cái mông, phần mông của mình xuống. Hít vào đấy, hít vào là hai chân mình này nhấn xuống sàn, đẩy người lên như thế này đấy, cố gắng xuống, khi ép xuống hai chân lại để thế này, chân lại lên ép xuống như thế này, chân lên như thế này đấy. Làm đi nào. Give you one last practice in the city.
Rather want to be the same like the other pose. Chân để sát vào phần đùi. Hai chân để sát vào đùi của người bên cạnh, người cầm chân. Một người sẽ đứng lên, một người sẽ đứng lên trong. Tôi thấy giống thầy. Just holy work. Sát một chân đâu. Để hai chân như này có nghĩa là khi mình mở ra là nó hoàn toàn không. Khi mở bằng vai, hai chân mở bằng vai thì mình người ngồi dưới thì mình thẳng cái này nó sẽ là vuông, nó vuông từ trên xuống dưới. Nhá. Hít vào. Thở ra. Vươn người ngồi dưới, vươn người về phía trước. Người trên hạ mông xuống lưng, hạ mông xuống lưng. Từ từ ngửa người ra. Ngửa người ra. Người trên ngửa người ra hoàn toàn, thở thoải mái. Người dưới ép bụng xuống. Ép bụng xuống chân. Chán chạm đầu gối người dưới nhá. Thở hoàn toàn, thở thoải mái người trên. Đừng mở hai chân quá rộng. Thở đều, thở đều. Dạ. Được không? Như thế. Cố gắng mở vai thoải mái để thả lỏng vai. Thả lỏng vai. Đấy, như chị Việt này. Như Thủy này cũng phải thả lỏng vai chứ. Thả lỏng hết cơ ở mình. Đấy. Ta cũng được khi mà đứng. Khi mà đứng. Khi mà đứng. Khi mà đứng. Rồi. Rồi. Rồi, nâng người lên, hít vào, nâng lên, đúng rồi, kéo người lên, thở ra, đổ chân, đổi người, đổ chân, đổi người, tập tư thế này rất tốt cho những người đau lưng, người đau lưng là rất là tốt. Hít vào, hai người trên giơ tay lên cao, người dưới giơ tay lên cao, thở ra, từ từ hạ xuống, kéo